Theo đó, trong 6 tháng đầu năm từ ngày 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2024, thuế giá trị gia tăng sẽ tiếp tục giảm 2% như đang thực hiện để hỗ trợ kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đều được giảm xuống 8%, trừ nhóm hàng hóa dịch vụ sau: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa dịch vụ này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Riêng mặt hàng than được giảm thuế giá trị gia tăng ở khâu khai thác bán ra, còn các khâu khác không được giảm thuế giá trị gia tăng. Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra. Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế. Cơ sở kinh doanh bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.